Xin mến chào toàn thể quý vị và các bạn, chào bà con cô bác xa quê. Hôm nay thì được sự nhắn nhủ và cũng là một số lời của một số bà con xa quê và đi định cư ở nước ngoài, cũng muốn Toàn quay một video tiếp theo về cái khu Dương Nội, Hà Đông, thành phố Hà Nội. Chính vì thế mà Minh Toàn ở gần đây, Minh Toàn tiện thể đáp ứng nhu cầu của một số người đang định cư nước ngoài. Hôm nay như hôm trước và quý vị bạn biết là Minh Toàn đã chia sẻ một cái video về cái khu Dương Nội Hà Đông, Hà Nội này. Đây là một cái khu đô thị mới của quận Hà Đông cũng như là thành phố Hà Nội ngày nay. Và cụ thể cái khu này bây giờ nó như thế nào thì xin kính mời quý vị bạn chúng ta hãy theo dõi một số cái hình ảnh mà Minh Toàn là quay bằng flycam. Sau đó sẽ cùng Minh Toàn chúng ta dạo quanh cái khu Dương Nội Hà Đông này để hiểu thêm và biết thêm được về cái khu Dương Nội Hà Đông này nhé. Vâng, và xin kính mời quý vị và các bạn chúng ta hãy dạo quanh cái vòng khu Dương Nội Hà Đông để chúng ta hiểu thêm về cái khu đất ở Dương Nội Hà Đông. Đường này là đường đi ra đường Tố Hữu nối liền với đường Lê Văn Lương kéo dài. Và khu Dương Nội này là nằm bên tay phải đường Tố Hữu. Nếu mà chúng ta đi từ hướng trung tâm thành phố về phía Hà Đông. Và đây là một trong những cái khu đất cũng rất là sốt ở thành phố Hà Đông. Thì như quý bạn cũng đang biết là trong khu này bây giờ đang ít người ở. Trong khu Dương Nội này thì đường xá rất là rộng quý bạn ạ. Từ đường chính cho đến các cái trục đường con thì trong này rất là rộng. Và trong này cũng rất là nhiều căn biệt thự liền kề cũng như là biệt thự đang chưa có người ở. Đây là đi ra đường Tố Hữu rồi. Minh Toàn xin mời các bạn chúng ta hãy đi vòng lại một vòng của đường ở trong khu Dương Nội này nhé. Như quý vị bạn đang xem là ở trong khu Dương Nội ở quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Trong này thì theo quan sát của Minh Toàn, khi mà khám phá cái khu Dương Nội này thì Minh Toàn thấy trong này chỉ khoảng 1-2% là có người ở trong các cái căn biệt thự này thôi quý vị các bạn. Còn đa số là chưa có người ở. Các căn biệt thự rất là đẹp, khang trang. Vì và bạn cũng có thể thấy ở trong này các cái cây cối rất là nhiều, rất là mát mẻ. Và từ trong khu Dương Nội này chúng ta muốn đi lên trung tâm thành phố, hay là chúng ta muốn đi các cái khu ở khu Hà Đông này, thì cái tuyến đường mà chúng ta đi ra cũng rất là gần. Đấy, quý vị các bạn thấy ở khu này đường xá rất là rộng rãi. Làn đường ở đây, các cái làn đường chính là 4 làn đường. Các cái đường chính là có 4 làn đường quý vị các bạn. Cây cối thì rất là mát mẻ. Và đây là một cái khu đô thị mới của quận Hà Đông, thành phố Hà Nội ngày nay. Và cũng được đài báo nói rất là nhiều về các cái căn biệt thự bỏ hoang. Đây, các cái căn biệt thự liền kề đấy quý vị các bạn. Nhìn rất là đẹp, rất là khang trang luôn. Đường xá trong này rất là sạch. Thì các bạn cũng biết ở đây là cái khu đô thị mới, thành ra là đất ở đây cũng rất là nóng. Đây là một trong những cái điểm mà nóng về bất động sản của quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Và trước mặt của các bạn là cái khu mà đang xây dựng rồi. Mở đường tiếp với quý vị các bạn. Và đây là đường đi vào làng dân sinh. Thì chúng ta vòng quay trở lại để chúng ta hãy khám phá tiếp cái khu Dương Nội. Đấy, các bạn thấy cây cối ở trong này rất là mát. Để mà sinh sống thì đây cũng là một cái khu, một cái khu rất là đẹp để chúng ta có thể là sinh sống ở đây. Đây là dân tình ở rồi. Các tuyến đường trong này thì đều thông nhau, thành ra quý vị các bạn, chúng ta nếu mà ở trong này thì cũng rất là dễ tìm đường. Đây là ra trục đường chính. Trục đường chính này vẫn nằm trong khu Dương Nội các bạn nhé. Đây là đường đi ra khu dân này. Chúng ta đi một vòng tiếp quanh khu Dương Nội này. Các cái vườn hoa ở đây rất là mát mẻ các bạn. Chúng ta thử đi vào một cái khu vườn hoa xem cụ thể nó như thế nào nhé. À, đây không phải là vườn hoa mà đây là những cái mảnh đất mà chưa được xây dựng. Đây trước mặt của Vietpan cũng là những cái căn biệt thự liền kề. Đây chắc là một cái trường hay là trạm y tế. Nhà trường của các bạn ạ. Đây là khu nhà trường rồi. Trường trung học cơ sở Lê Quý Đôn, khu đô thị Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội. Và đây là một cái vườn ươm cây để mà phục vụ trồng ở trong cái khu Dương Nội này. Trong đây thì đa số là các cái căn biệt thự và các cái nhà liền kề các bạn ạ. Đây là cái đường nối ra trục đường chính của Hà Đông. Đây ở trong khu Dương Nội này chúng ta cũng có thể thấy là đi ra các cái trục chính để chúng ta lên trung tâm cũng như các cái khu vực lân cận rất là dễ. Khu vực này thì là dân tỉnh sống nhiều rồi. Đây là chúng ta đã đi ra đường Lê Trọng Tấn của việc bạn. Trong khu Dương Nội này thì có thể chúng ta đi ra đường Lê Trọng Tấn được. Đường Lê Trọng Tấn thì nó nối giữa hai đường, đó là đường Quang Trung và đường Thăng Long. Đại lộ Thăng Long đấy các bạn ạ. Thành ra là cái khu Dương Nội này là gần một cái khu mà nằm ở giữa trung tâm, ở giữa đường Tố Hữu, Lê Trọng Tấn và đại lộ Thăng Long. trong này thì dân sinh sống được nhiều nên mà cái lượng xe cộ đi lại cũng rất là ít, thành ra cũng là cái nơi để cho các cái bạn tập lái xe đi thử ở trong này. Và trước mặt của các bạn là những cái căn biệt thự liền kề rất là đẹp nhưng mà chưa có người ở. Và chắc quý vị các bạn đã hiểu vì sao mà trong đường Dương Nội này rất là sạch sẽ, bởi vì là như các bạn đang thấy là các chị lao công đang quét dọn ở đường này rất là nhiều chị lao công quét dọn. Đây quý vị các bạn thấy một trong những cái đường ở trong khu Dương Nội này rất là mát mẻ đúng không ạ? Sạch sẽ, mát mẻ. Đây là một cái khu vui chơi giải trí hay là cái quán cà phê, nhà hàng cà phê ăn uống đây, với xây rất là kiên cố, lô cốt. Và như quý các bạn đang thấy là ở đây thì tuyến đường này thì rất nhiều căn biệt thự đang bỏ hoang hoặc là đang xây dựng. Khu Dương Nội này cũng gần với cái khu Nam Cường các bạn ạ. Đi ra đường Tố Hữu nó là cái khu Nam Cường rồi. Đây là một trong những cái tuyến đường của Dương Nội thôi chứ không phải là đường ở ngoài khu Dương Nội đâu. Và đây là những cái căn biệt thự liền kề, rất là nhiều căn biệt thự liền kề. Đây là khu nào cũng có một số người ở rồi các bạn. Và đây, còn đây là chưa. Đường ở đây thì quý vị các bạn nhìn ở đây rất là sạch sẽ. Chúng ta thử rẽ phải xem khu trong này nó như thế nào nhé. Khu trong này cũng chưa có người ở mấy các bạn. Và đây khu này thì lác đác được ở một vài nhà người ở. Ôi, đây có một vườn hoa thật là đẹp. Thì chúng ta thử vào khám phá cái vườn hoa này xem nhé. Đây là khu vườn hoa đẹp lắm thưa các bạn. Cũng có thể nói đây là một cái thuộc công viên nhỏ nhỏ ở trong khu Dương Nội này. Như các bạn đang thấy là ở các cái tòa nhà cao tầng ở ngoài kia là cái khu Nam Cường. Trong khu Dương Nội này thì các chủ đầu tư rất là chú ý đến cái cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp. Bởi vì trước mắt các bạn đang thấy từ lúc này đến bây giờ là các bạn đang thấy một số cái độ sạch đẹp của các cái con đường cũng như là các cái vườn hoa. Để tìm hiểu thêm các cái khu vực về Hà Nội cũng như là Hà Đông hay là Hà Nội ngày nay thì cũng rất mong quý vị và các bạn nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới hấp dẫn của Minh Toàn. Và xin cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những cái video tiếp theo.